hạ xuống chắc cà phòng. Hôm nay là ngày thứ hai em này nở mọi người. Tầm này là 10 11 giờ trưa rồi, cho nên trời rất là nắng luôn. Hoa súng chắc cà phong này thì màu sắc của nó sẽ là trắng và hồng, nhưng mà mỗi bông hoa thì nó sẽ phân bố màu trắng và màu hồng khác nhau, độ đậm nhạt của màu hồng cũng khác nhau, cho nên mỗi bông hoa là một điều thú vị nha mọi người. Và em đang bán hoa súng này với giá là 200.000 một cây. Dòng này thì chu kỳ lập hoa của nó sẽ lâu nha mọi người. Lập hoa lâu, khó hoa nhưng mà nó đẹp. Dòng này sưu tầm ok mọi người. Cây này 200.000. Sẵn đây em quay cây Natamon luôn cho mọi người xem. Nắng nóng quá cái đầu cánh hoa nó hơi cụp xuống rồi. Thêm một xíu thời gian nữa là nó chuẩn bị chế cánh nè. Nắng quá. Natamon con này chu kỳ lập hoa của nó nhanh nhất trong cái đám HD nha mọi người. Một cây nó sẽ như vậy. Cây này em đang bán là giá 150. Màu rất là ngọt luôn. Bông này là bông ngày thứ hai. Đây là cũng một cây Natamon. Ở dưới cho hai nụ. Lập hoa rất tốt luôn. Lập hoa tốt trong cái vàng HD thôi nha mọi người. Mấy cái bộ lá như vậy nè. Mấy cây Malikan đỏ, bộ lá như vậy. Wimorang. Nó sẽ lập hoa không tốt bằng thằng Natamon. Natamon là dễ hoa, chứ không phải là ngày nào cũng có hoa hết nha mọi người. Ngày nào cũng có hoa là tụi xiên hoa rồi. Như tụi súng Úc đó, nó mới ngày nào cũng có hoa trên cây được. Và xin chào mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ạ. Cây này thì em xin nhắc lại là 200.000 chắc cà phong. Natamon thì là 150. Cảm ơn mọi người.